Chiều 7 tháng 9, bà Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, xác nhận với Tuổi Trẻ Online thông tin diễn viên điện ảnh Thẩm Thúy Hằng đã qua đời. Thẩm Thúy Hằng vừa là minh tinh màn bạc, vừa là biểu tượng nhan sắc của điện ảnh miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Thẩm Thúy Hằng, tên thật là Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1940 tại Hải Phòng, sau đó di cư vào miền Nam. Năm 16 tuổi, bà tham gia cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh của hãng phim Mỹ Vân và đạt giải nhất. Ông chủ hãng phim Mỹ Vân đặt cho bà nghệ danh Thẩm Thúy Hằng. Thẩm Thúy Hằng nổi tiếng nhờ vai diễn Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương và gắn với biệt danh Người đẹp Bình Dương. Một vai diễn nổi tiếng khác là chức nữ trong phim Ngưu Lang chức nữ. Bà đóng rất nhiều phim, khoảng 60 phim và là người mẫu ảnh được ưa chuộng vào thập niên 1950-1960. Không chỉ điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng còn tham gia lĩnh vực sân khấu, đóng kịch và diễn cải lương. Bà tham dự nhiều liên hoan phim ở các nước châu Á. Thẩm Thúy Hằng cùng Thanh Nga, Kiều Chinh, Kim Cương được mệnh danh là tứ đại mỹ nhân của Sài Gòn trước năm 1975.